Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe bản tin cập nhật giá cà phê ngày hôm nay, ngày 6 tháng 4 năm 2021. Phụ nữ TV chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Thưa các bạn, trong phiên giao dịch cuối tuần trước, giá cà phê Robusta tại London ở kỳ hạn giao tháng 5 năm 2021 đang đứng ở mức là 1.325 USD trên tấn. Còn ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2021 thì đang ở mức là 1.350 USD trên tấn. Sàn London vẫn tạm nghỉ lễ phục sinh. Trong khi đó, sàn New York ở Mỹ đã hoạt động trở lại trong đêm hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch thì giá cà phê Arabica giao tháng 5 năm 2021 tăng 0,5 cent trên pound. Mức giao dịch là 122,1 cent trên pound. Ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2021 tăng 0,5 cent trên pound, lên mức giao dịch là 124,05 cent trên pound. Các mức tăng nhẹ, khối lượng giao dịch duy trì ở mức khá cao trên mức trung bình. Thưa các bạn, giá cà phê Arabica tăng, nguyên nhân do doanh số cà phê mang đi tại Mỹ tiếp tục tăng trưởng nhờ người dân đi làm trở lại. Tuy Mỹ vẫn còn mức lây nhiễm COVID-19 ở mức cao, nhưng hơn 100 triệu người dân này đã được tiêm vaccine, tạo tiền đề cho các ngành kinh tế hoạt động trở lại. Từ đó dẫn đến nhu cầu tiêu thụ cà phê tăng theo. Ngoài ra, hiện tâm lý lo ngại khô hanh tại các vùng trồng cà phê ở Brazil cũng đang khiến giá loại cà phê này tăng hơn trên thị trường. Đối với giá cà phê trong nước ngày hôm nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên, giá cà phê đi ngang so với phiên giao dịch trước. Mức giá vẫn được thu mua từ 31.400 tới 32.300 đồng một kg. Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc và huyện Di Linh, giá cà phê được thu mua là 31.400 đồng một kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê được thu mua từ 32.100 tới 32.300 đồng một kg. Khu vực ở huyện Cư Mờ Ga, giá cà phê là 32.300 đồng một kg. Tại khu vực huyện Ea Hờ Leo và thị xã Buôn Hồ, giá cà phê được thu mua là 32.100 đồng một kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê vẫn được thu mua từ 31.900 đến 32.000 đồng một kg. Tại khu vực huyện Ea Grai và thành phố Pleiku, giá cà phê là 32.000 đồng một kg. Còn ở khu vực huyện Chư Prong, mức giá là 31.900 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa, mức giá là 32.000 đồng một kg. Và ở huyện Đắk Rơ Lấp, mức giá vẫn được thu mua là 31.900 đồng một kg. Tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, giá cà phê vẫn được thu mua là 32.000 đồng một kg. Đối với giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh, mức giá ngày hôm nay là 33.600 đồng một kg. Các bạn vừa nghe những thông tin về giá cà phê ngày 6 tháng 4 năm 2021. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin tiếp theo.